Kính thưa cộng đoàn anh chị em rất thân mến, nhân ngày lễ cộng đoàn chúng ta hân hoan vui mừng cùng với cha Phêrô Trần Khắc Thi để kỷ niệm 78 năm cuộc đời và 48 năm linh mục. Kính mời cộng đoàn anh chị em chúng ta dừng lại vài phút để suy gẫm và cầu nguyện cho các linh mục nói chung, cho linh mục Phêrô Trần Khắc Thi và cho ơn linh mục phổ quát nơi mọi người chúng ta. Mọi người chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban ơn linh mục cho nhân loại chúng ta. Nhưng ơn linh mục là gì và linh mục là ai? Câu trả lời rất rõ ràng. Chỉ có một linh mục, đó là linh mục Giêsu Kitô trên thập giá. Và Chúa đã cho phép chúng ta tham dự thông hiệp vào ơn linh mục của Chúa Giêsu một cách phổ quát. Và như vậy, ai ai trong chúng ta cũng đều được thông hiệp tham dự vào ơn đại phúc linh mục của Chúa Giêsu. Không ai bị loại trừ. Và nói theo nghĩa này, mọi người chúng ta đều được mời gọi và trao ban trở thành linh mục phổ quát cùng với Chúa Giêsu. Trong số những người được trao ban và cho cái vinh dự thông hiệp vào ơn linh mục phổ quát của Chúa Giêsu, có một số người được mời gọi cách đặc biệt hơn, hay đúng nghĩa hơn, một số người trong đại thể những linh mục phổ quát đó khao khát xin Chúa thương cho mình được nên giống linh mục đích thực là Chúa Giêsu một cách đầy đủ trọn vẹn hơn, giống như Chúa Giêsu ở trên thập giá thế nào. Thì một số ít người được Chúa ban đặc biệt, nhưng họ lại khao khát, ao ước, cầu xin, xin Chúa thương cho mình không chỉ trở thành linh mục phổ quát, mà còn trở thành linh mục chân chính đích thực, đồng hình, đồng dạng với Chúa Giêsu. Và đó là những linh mục theo nghĩa đen. Như vậy, khi nói tới ơn linh mục, chớ gì mọi người chúng ta là Kitô hữu, đặc biệt những ai cảm thấy mình cảm thấy ơn linh mục cao cả, cảm thấy ơn linh mục quý trọng, và cảm thấy mình và gia đình mình ao ước chớ gì Chúa thương ban cho gia đình mình một người con để gọi là đeo đuổi ơn linh mục. Thì hôm nay chúng ta hãy suy gẫm và chúng ta hãy xem trở thành linh mục chân chính đích thực và cái giá trị, cái hạnh phúc, cái ý nghĩa thật để trở thành một linh mục như vậy theo nghĩa nào. Nếu chỉ theo bề ngoài, tức là qua cái bí tích truyền chức linh mục, nghĩa là theo cái nhân loại, cái xã hội, cái giáo hội, cơ cấu của hội thánh, thì có nhiều người đã làm linh mục. Nhưng bao nhiêu người trong số linh mục đó trở thành những linh mục đích thực và chân chính như Chúa Giêsu mong muốn? Cũng như đối với ơn linh mục phổ quát mà chúng ta vừa nói, có ai, nếu có ai trong chúng ta, ngay cả trong đời sống hôn nhân, gia đình, vợ chồng, làm cha, làm mẹ, mà khao khát, ao ước được trở nên một linh mục như Chúa mong muốn, mặc dầu không qua cái bí tích truyền chức bề ngoài của hội thánh, nhưng có ai cấm người đó trở thành một linh mục đích thực chân chính như Chúa Giêsu không? Điều này
rất nhiều tu sĩ và nhiều giáo dân tốt lành. Họ không lấn ơn linh mục và bí tích, nhưng trái tim, lòng họ, cuộc sống của họ đầy ắp tính linh mục. Và có thể trước mặt Chúa, họ trở thành những linh mục đích thực chân chính hơn các linh mục lãnh cái ơn linh mục qua truyền chức. Điều đó rất thích hợp để hôm nay chúng ta dừng lại và những lời cầu chúc của chúng ta và cách riêng cha đáng kính Phêrô Trần Khắc Thi hôm nay bày tỏ cái lòng tri ân của Chúa đã ban cho mình cái vinh phúc, cái phước lộc được sống 78 năm tuổi đời và 48 năm trong ơn linh mục, cũng là bài học cho tất cả chúng ta. Và nhiều người trong chúng ta cũng ao ước chớ gì khi mình hoàn tất, kết thúc cuộc sống trần thế của mình, mình cũng có được những tâm tình tri ân cảm tạ đầy sốt sắng và đầy công phúc trước mặt Chúa. Vì thế đoạn tin mừng cũng như lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy gẫm và xem cái phúc, cái hạnh phúc, cái ý nghĩa, cái giá trị thật của một linh mục của Chúa Giêsu là ở đâu, là chỗ nào, là cái gì. Có phải sang trọng, có phải nhà cửa, có phải xe cộ, có phải vật chất hay có cái địa vị xã hội. Tất cả những cái thứ đó hôm nay không thấy Chúa chúc phúc. Nếu những linh mục nào cả đời mình mà theo Chúa Kitô, bề ngoài, xã hội, địa vị, sang trọng, giàu có thì không có được chúc phúc. Trong tám mối phúc hôm nay chúng ta nghe không có cái phúc nào cho những người như thế. Và ngược lại, những linh mục nào mà chúng ta cảm ơn Chúa, hiện nay trên thế giới cũng như hiện tại có rất nhiều linh mục trong cái sự khó khăn thử thách của mình, nhiều linh mục vẫn cố gắng để vươn lên và sống cái lý tưởng linh mục như Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Và qua thông tin báo chí, chúng ta thấy có hàng trăm linh mục, giám mục ngày hôm nay xả thân cống hiến vì Covid để đưa mình Thánh Chúa tới cho các bệnh nhân, để chôn cất các cái người bị ốm đau. Và cũng có người đã trả giá đắt. Hiện nay nhiều cái băng đảng của một số nước họ tấn công, họ tru diệt, họ giết các linh mục, các tu sĩ. Và cái số này nhiều chứ không phải ít. Lúc đầu chúng ta tưởng chỉ ở trong những thời Bắc đạo mới có, nhưng mà ngày hôm nay nhiều nước hiện nay trên thế giới đang bắt bớ, hành hạ linh mục, tu sĩ. Và chúng ta vui mừng vì có những linh mục can đảm dấn thân như thế. Cho nên khi nhìn lại ơn linh mục và cuộc đời linh mục của mình, điều gì làm cho người linh mục phấn khởi, vui mừng và hạnh phúc, thì những chúc phúc của Chúa nói đây: ai có tâm hồn nghèo khó, nước trời là của họ. Phúc cho những ai linh mục nào sống nghèo khó, nước trời là của họ. Phúc cho linh mục nào hiền lành, khiêm nhượng, họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc cho linh mục nào khao khát trở nên công chính, họ sẽ được no thỏa. Phúc cho ai linh mục nào xót thương người, họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc cho ai xây dựng hòa bình, họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho ai bị bắt hại vì sống công chính, nước trời là của họ. Và Ngài nói riêng cho anh em linh mục, tu sĩ, giáo dân, những người bị bất hại: phúc cho anh em khi vì Thầy,
vì Chúa mà người ta xỉ vả, bất hại, vu khống điều xấu xa cho anh em. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Đây chính là niềm an ủi, là phần thưởng, là hạnh phúc cho tất cả chúng ta, người Kitô hữu và đặc biệt cho giới tu sĩ và linh mục. Nếu chúng ta sống trong cái môi trường như thế. Từ đó hôm nay chúng ta dừng lại một chút để cầu nguyện và tạ ơn Chúa với cha cố Phêrô Trần Khắc Thi, khi chúng ta biết trong cuộc sống của Ngài, Ngài đã phải chấp nhận cái hoàn cảnh, cái môi trường học hành dở dang, rồi phải âm thầm ở nhà kiên nhẫn chờ đợi tới năm này tới năm khác, và mãi tới 36 năm sau thì mới được nhận cái ơn linh mục mà mình đã khao khát và âm thầm chuẩn bị. Rồi trong 48 năm linh mục có tới gần 19-20 năm âm thầm không làm gì được. Cái lửa nhiệt huyết hăng say của một tân linh mục đầy ắp trong mình, nhưng mà hoàn cảnh mọi cái đều bất lợi, và Ngài đã sống cái con người, cái âm thầm linh mục. Và nhờ cái âm thầm chuẩn bị đó mà cái hoa linh mục của cuộc đời Ngài có thể trở thành bông thành hoa, khi Ngài có cái cơ hội để phục vụ các giáo xứ, các linh hồn. Và trong cuộc đời linh mục của Ngài, chúng ta cũng thấy, cũng như là nhiều cuộc đời linh mục khác, có rất nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách chúng ta không kể ra hết được. Nhưng mà những lời chúc phúc của Chúa, nhất là đối với những linh mục đã cố gắng sống theo gương linh mục của Chúa Giêsu trên thập giá và sống được nhiều, thì ngày hôm nay chúng ta cảm thấy hân hoan vui mừng nhiều bấy nhiêu. Ngược lại, nếu làm linh mục và lãnh ơn linh mục mà không đi sâu vào trong cái trọng tâm, cái đối tượng thập giá của Chúa Giêsu linh mục, thì chúng ta có mừng lễ to lớn tới bao nhiêu và có sống thọ tới bao nhiêu và có 70-80 năm linh mục, thì càng số lượng thời gian, càng số lượng năm tháng càng trở nên ám ảnh, càng trở nên nặng nề cho chúng ta, vì chúng ta đã phí bỏ đi biết bao nhiêu cái công phúc trong đời linh mục của mình. Ngược lại, cũng có một số ít người làm linh mục có 1-2 năm chứ không phải nhiều, nhưng cuộc sống của họ, linh mục của họ đầy công phúc trước mặt Chúa. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã chúc phúc cho các linh mục: anh em là muối cho đời, nhưng nếu muối nhạt thì lấy gì ướp cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quẳng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em đứng ngự trên trời. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, kính thưa cha cố Phêrô Trần Khắc Thi rất thân mến, Chúa là gia nghiệp mà cha đã chọn, và đây cũng là cái lựa chọn của tất cả mọi người chúng ta. Vì nếu không chọn Chúa thì chọn ai, chọn cái gì? Đặc biệt đời sống tu trì linh mục và ngay cả đời sống Kitô hữu, mặc dầu bên cạnh mình có những cái giá trị của gia đình, vợ chồng con cái,
Nhưng mình cũng phải hướng tất cả và chọn Chúa là gia nghiệp cho đại gia đình mình, chứ không phải loại Chúa ra khỏi gia đình mình. Và ngược lại, các tâm hồn tận hiến cả đời mình cho Chúa qua đời sống tu sĩ và nhất là linh mục thì chọn ai? Cho nên cái khẩu hiệu của cha Phêrô đây trở thành cái khẩu hiệu, cái nhắc nhở, cái bài học, cái lựa chọn cho tất cả chúng ta. Cái riêng cái thành phần tu sĩ linh mục, rõ ràng chúng ta khước từ hết mọi sự, bỏ hết mọi sự, không chọn những cái giá trị trần gian, để làm nổi bật cái lựa chọn Chúa là gia nghiệp của chúng ta. Và hôm nay cầu xin cha có nhiều thời gian hơn để sống thọ hơn nữa, nhưng mà trong cái quy luật tự nhiên. Và khi một cái hành trình, một vận động viên đang hết sức hết lực để chạy tới cái cùng đích, và cùng đích khi đạt tới cái cùng đích, cái phần thưởng ao ước trước mắt sẽ trở thành cái niềm vui, cái động cơ, động lực cho những tháng ngày còn lại thế nào. Thì hôm nay cũng là lời cầu chúc của Chúa. Chính Chúa đã nói: anh em hãy vui mừng, hớn hở, nhảy mừng lên. Gaudete et exultate. Mọi người đều phải nhảy mừng. Mình chạy đua, và khi kết thúc, càng sắp kết thúc, mình càng phải nhảy mừng, vì nắm chắc được cái phần thưởng, cái gia nghiệp Chúa hứa cho. Thì các tu sĩ và linh mục càng chạy tới gần cùng đường thì càng phải hớn hở vui mừng. Và Chúa nói vui lên, nhảy mừng lên, vì phần thưởng dành sẵn cho chúng ta trên trời thật lớn lao. Đây cũng là lời cầu chúc, lời cầu nguyện đặc biệt của cả cộng đoàn chúng ta, kết riêng của anh em linh mục trong thánh lễ hôm nay. Xin Chúa thương nhận lấy cả cái cuộc đời hành trình 78 năm đầy công phúc, đầy gian khổ, đầy vất vả.